Rồi, tiếp tục thì sao lục hành của bà con ra đồng coi nông dân phun thuốc cái lúa giai đoạn 50 mấy ngày nè, để về khoảng 51 năm 2 ngày hết rồi con ơi. Đây vụ hè thu ở đây đất 2 vụ nữa nên bà con đã thấy cũng làm cái dần lúa cũng bốn phân đồng rồi nhưng mà vẫn thấy không có tốt ha, ngà ngà vàng vàng không ai dám làm tốt hết nhá. Đây đất ở đây nó dễ sập lắm, vụ đông xuân rồi mà thấy còn nằm la liệt cái chân, vụ hè thu mà tốt quá là nó sắp sập hết luôn. Vụ đông xuân rồi mấy người làm cháy chảy đó mà còn bị sập nữa. Thì cái dàn lúa này khoảng gan rưỡi rồi bà con ơi, chỗ lên nữa là khoảng 2 gan, công với mẹ khoảng 2 gan. Cái lúa thì ở đây thấy thường thường thì bà con mình không có đều ha, chỗ thưa chỗ dày nên dễ phân xuống, thì cái chỗ nó tốt chỗ nó xấu, chùm dày thì nó lùm lùm như là chùm dày lùm lùm có 1 gan à, chùm tốt thì được 1 gan rưỡi 2 gan. Đây chất xịt ngừa bệnh thường thường thì về giai đoạn này cứng cây, đặt 2 vụ thì bà con mình đưa xịt cứng cây, cứng cây với lem lép đậu ôm rồi đó, sâu rồi có người xịt vi khuẩn nữa. Ở đây anh xịt thì lúc xuống dưới rồi anh mới trở lên bà con ơi, thì sơn dắt bà con đọc trên nhé. Ở đây bóng phân nó đồng hết rồi đó mà bà con thấy nó đâu có ấy tốt hết, nó chưa có xanh tại vì cái lá đồng nó chưa lên, mấy cái lá vàng này là mấy cái lá cũ á, mấy lá cũ nó vàng vậy đó, nó không có xanh đâu, nó vàng vậy chừng nữa là nó tuột bỏ lá luôn, bắt đầu lên lá đồng bắt đầu mới xanh lại. Cái lá đồng mình ngộ lắm, nó lên cái thẳng từ từ cái nó xanh lại, có vàng đây giờ nó gần chỗ nó cũng xanh lại, lấy màu tự nhiên mà. Dắt bà con tham quan qua đây rồi coi cái đồng nữa nha, sáng cái đồng lấy thuốc cũng xịt nè, 2 bao. Nói chung cái dàn lúa này với cái dàn lúa này thấy tương đương hết không. Dạng bên đây bữa hổm là bón 20 kg phân nè, mà chắc không biết kali nhiêu ấy nhiêu. Thì 50 ngày trở lên thì bắt đầu lên lá đồng rồi, nó tọt lá đồng lên rồi bà con ơi, nè. Lá đồng nè, cái lá cuối cùng nè, xuống giữa nè. Ây da, rồi bứt luôn cái lóng của người ta luôn. Đây lên tới đây nè, lá này là lá cuối cùng nè, 50 ngày là lá cuối cùng nè, lá đồng nè. Để tất sang tách ra thử coi nó 50 ngày thì nó làm sao, không biết có phải cái lá này là cái lá cuối cùng không. Bột nó lên tới đây lá này cũng là lá cuối cùng rồi nè, 50 ngày lên này đã lên nó chỗ lên luôn rồi con ơi, nó ốp cái bông nè, đây nó đâu có còn cái đợt nữa đâu,
50 ngày bắt đầu lên lá đồng à. Bông cũng cao rồi. Để Thái Sơn này chia sẻ thuốc cho bà con mình xem. Ở đây 50 ngày đánh xịt chủ yếu là đánh ngừa này, thấy là Philia. Thì thuốc chai quá chai, cửa này chắc là xịt mai nè. Yali. Rồi, ba loại hết mọi con. Yali. Yali theo cô nó mới xe đây là nó đặc trị là đốm vằn và vi khuẩn ha. Nó trị vi khuẩn. Nó vi khuẩn mà nó cứng cây luôn. Yali này trị vi khuẩn. Thường thì Yali là bà con này sử dụng 100cc trên bình 25 lít đó. Chai này 1 lít thì được 10 bình. Yali đặc trị đốm vằn và vi khuẩn nha. Chai này chắc cũng có 100.000 cái gì à. Nó quá Phila, Phila thì người bệnh rất hay hết mọi con. Phila là tại vì nó có hai cái thành phần chính là chitsiglogen là đâu không? Còn rhodopicologen là 125 g lít là cái thành phần thứ hai đó, mà không biết nó thành phần này nó chỉ gì. Nói chung Phila này ngăn bệnh đau ôm thì rất là hay ha. Đó, người giai đoạn nhỏ cũng rất là hay. Phila này thì bà con mình sử dụng thường thì bình mùa vụ hè thu này bà con xịt bình 20 lít thì 30cc đi ha. Còn bình 25 lít thì 35cc cho nó cao cao lên cho nó an toàn. Đừng có xịt dạt quá ha. Tại vì cái vụ đông xuân á, nắng nó không nó có bệnh thì bà con mình xịt dạt được. Còn mà cái vụ hè thu này mà bà con xịt dạt á, sợ mưa gió đó, rồi thời tiết nó âm u á, nó dễ bệnh lắm ha. Xịt theo liều lượng này, tại trong đây nó để là 31cc cho bình 25 lít. Thì mình xịt 35cc cho bình 25 lít đi, còn 30cc thì bình 20 lít ha. Còn xịt máy bay thì bà con xịt đúng liều lượng thì ok. Xịt máy bay thì hai chai trên 10 công điền là 1 ha đó, là 10 công điền ha. Đây trong đấy có để liều lượng nè, xịt máy bay thì xịt đúng rồi. Đối với thằng Lati là nó kích rễ này thì cái cỡ này xịt vô thì nó giúp cho rễ phát triển này, nó thúc đồng luôn bà con ơi. Nó là thuốc Lati điều hòa sinh trưởng ha. Thì cái cỡ này bà con có thể xịt Lati cũng được hoặc là cơm cát cũng được ha. Thường thường cơm cát xịt cũng ngon, cũng êm, cơm cát của lúa vàng á. Nó Lati. Đây thì nó là tốt rễ trúng mùa, xịt này nó cũng kháng hoàng lùng luôn, nó cũng tương tự với thằng cơm cát á. Đó, thì này Lati thường thường một con xịt 30cc cho bình 25 lít ha. Này, 30cc bình 25 lít có thể. Hiện chai này khoảng 8 bình. Chai này 240 khoảng 8 bình. Nó là thuốc điều hòa sinh trưởng, nó cũng giống như thằng cơm cát vậy đó. Xịt cho nó tốt rễ ha. Nó có phèn bây giờ nó cũng đỡ nữa. Đây anh xịt 3 loại ha mọi con. Sơn chia sẻ cho bà con ha.